Mà đây là nhà ông à? Sao cái thích nhận vơ đấy nhỉ? Nói cho ông biết nhé, thằng này là bố cái đứa đứng tên thuê cái căn nhà này. Mà tôi hỏi ông ngồi đây làm gì? Mục đích gì? Âm mưu gì? Chính tôi phải hỏi ông ấy, bố con ông cái mục đích cái âm mưu gì? Mà tại sao khi tôi đón mẹ tôi về là cứ giữ dịp bà lại? Mẹ nào? Mẹ tôi chứ còn mẹ ai? Ở đâu? Đây! Vô duyên, ông đừng có mà vừa ăn cướp vừa lo lắng. Mẹ tôi chứ còn mẹ ai? Dễ thương là mẹ ông chắc. Có chuyện gì đấy ạ? Này này, Linh, bố nói cho con biết nhé. Từ giây phút này nhé, không giao du cái loại người này, nhớ chưa? Ông nói ai giao du? Này, mà tôi nói cho anh biết, cậu đừng có lắng nhắng theo con gái tôi nữa. Này, đứa này biết đứa nào lắng nhắng đấy. Này, đàn không, nó không thèm. Này, nếu mà cậu còn theo con gái tôi chặt chân tôi. Này, chặt chân. Ôi, bố. Ôi, 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 nó đánh vào mặt bố này. Chảy máu này. Cả bố em và bố anh hiện tại như không muốn nhìn mặt nhau ấy. Anh nghĩ mang chầu cau sang, bố em có tiếp không? Đây. Hay là chúng mình đưa các cụ vào thế đã rồi đi. Ý anh là sao? Thì bây giờ em cứ có baby trước đi, xong rồi hai chúng mình sẽ báo cáo sau. Lúc đấy vài năm đóng thuyền rồi, các cụ chỉ biết đẩy thuyền ra khơi thôi. Anh không xứng đáng với em. Anh nghĩ Khôi xứng đáng với em hơn mà anh cứ tưởng là em với Khôi là một cặp ấy. Anh cũng ngại đến hội lớp là vì sợ đụng mặt với Khôi. Chuyện năm xưa không biết ai đúng ai sai, nhưng mà dẫu sao anh với cậu ấy cũng là bạn thân. Mà anh nghe tin nó có đúng không, là hình như gia đình Khôi cũng không hạnh phúc lắm á. Em không biết. Sao thế anh? Anh cũng không biết. Lát nữa ngồi em thử hỏi xem là sao. Nhưng liệu có bất tiện không hả anh? Đừng có phải thanh niên đâu, cái tầm này có gì mà bất tiện nhưng không bất tiện. Anh Khôi. Ôi, anh Khôi. Đây anh về. Chào Khôi. Đấy em thấy không? Cậu vẫn giận anh đấy. Làm vợ anh nhá. Đây là Linh, người yêu của con ạ. Chào bà. Eo thon không nở. Bà nhìn bà ưng lắm rồi đấy. Có nhà gái ở sắp bến rồi đấy. Làm sao cho họ thấy mình rất là thân thiết và sang trọng. Anh Khôi là trai phú cổ, sức của anh ấy trói gà không chặt, chị giao cho anh việc khó quá. Sai lầm lớn nhất của tôi là coi ông là bạn thân. Buông ra, làm cái gì? Tôi có lạ gì cái tính thằng cha này? Cứ nhìn thấy vợ người ta là lao vào ôm, vang vớ vẩn. Ông bảo ai khôn lỏng? Tôi bảo ông. Hai người buông nhau ra đi. Hai mình quay lại nhà anh Phan đi. Không bao giờ, có chết cũng không bao giờ quay lại đấy. Phan kia. Cả nhà anh nói dối vì mẹ em à? Anh có chuyện gì giấu em không? Con thấy cái việc dối trá đây là cực kỳ vô lý luôn ấy. Con dâu làm tổn hại đến tinh thần mẹ chồng. Chị cút ngay khỏi nhà tôi, khẩn trương. Bình tĩnh. Mẹ vì bố mà hy sinh, bố cứ đứng như là người ngoài cuộc thế à? Đồ bất hiếu, dám nói mẹ là tâm thần à? Bố làm con hết cả hồn. Bố hết cả hồn.